Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 12 tháng 8, Thánh Stanislaw Kostka. Ngày 13 tháng 8, Thánh Ponciano và Hippolyto. Hiệp lòng một ý, cùng một thần chí, chúng ta là anh em một nhà. Hiệp lòng một ý, cùng một thần chí, chúng ta là anh em một cha. Hãy yêu thương, đừng chia rẽ, gánh đau thương cùng người đau thương. Hãy chân tình, lòng thành tâm, yêu mến nhau chia sẻ. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 12 tháng 8, Thánh Stanislaw Kostka. Ngày 13 tháng 8, Thánh Ponciano và Hippolyto. Ngày 12 tháng 8, Thánh Stanislaw Kostka. Thánh Stanislaw Kostka sinh năm 1550, là con trai của một thượng nghị sĩ Ba Lan. Song thân của Ngài đã thuê một gia sư riêng để giáo dục cho Ngài. Năm lên 14 tuổi, Stanislaw Kostka được gửi tới học tại Đại học Vienna do các cha dòng tên phụ trách. Chẳng bao lâu, Stanislaw Kostka nổi bật về lòng sốt sáng cầu nguyện và nghiên cứu học tập. Ngài mạnh mẽ phản đối những chuyện đùa giỡn thô tục. Gia đình Stanislaw thường khuyến cáo những khách mời của họ đừng nói điều gì khiếm nhã trước mặt Stanislaw. Họ nói: "Chúng tôi không muốn Stanislaw bị ngất." Còn Paolo, anh trai của Stanislaw, thì thường hay chọc ghẹo và bắt nạt Stanislaw, cũng như chế giễu việc cầu nguyện của Ngài. Sau một cơn bạo bệnh, Stanislaw Kostka cảm thấy Thiên Chúa mời gọi Ngài vào tu trong dòng tên. Thân phụ Stanislaw, khi biết chuyện này, đã phản đối, và vị bề trên giám tỉnh dòng tên Vienna cũng không muốn làm trái ý của ông thượng nghị sĩ. Nhưng điều đó không ngăn cản được Stanislaw tin rằng mình có ơn kêu gọi đi tu dòng tên. Stanislaw đã chạy bộ suốt quãng đường 350 dặm lên miền Thượng Đức, nơi Thánh Phêrô Canisio đã nhận Ngài. Sau đó, Stanislaw được gửi sang Roma và được Thánh Francisco Borgia, hiện đang là bề trên tổng quyền dòng tên, đón nhận vào dòng. Lúc ấy, Stanislaw Kostka mới 17 tuổi. Stanislaw Kostka bắt đầu cuộc sống của một tu sĩ dòng tên với việc đền tội và cầu nguyện rất sốt sắng. Ngài coi trọng nhân đức tuân phục và luôn cố gắng chu toàn các việc bổn phận hàng ngày một cách hoàn hảo hết sức có thể. Nhưng Stanislaw cũng sớm nhận thấy cái nóng mùa hè của Roma rất ư là khắc nghiệt. Stanislaw Kostka thường bị ngất xỉu. Vào ngày 10 tháng 8, Stanislaw bệnh nặng đến nỗi phải liệt giường. Đến ngày 15 tháng 8, chỉ 9 tháng sau khi gia nhập dòng tên, Stanislaw Kostka đã qua đời tại Roma. Khi nghe tin em mình qua đời, Paolo, anh trai của Stanislaw, đã hối hận về cách xử tệ đối với em của mình. Sau đó, anh cũng xin gia nhập dòng tên. Stanislaw Kostka được phong thánh năm 1726, và Ngài là một trong các vị thánh bổn mạng của đất nước Ba Lan. Thưa anh chị em và các bạn, Thánh Stanislaw
Kosqua, chẳng lo lắng gì khi bị chế giễu về việc thực hành niềm tin của mình. Thánh nhân có thể tha thứ cho những người nhạo báng Ngài, cũng như luôn kính trọng và cầu nguyện cho họ. Mà người nhạo báng Stanislaw không ai xa lạ chính là người anh ruột của mình. Đôi khi anh chị em và các bạn cầu nguyện lòng thương xót Chúa, mình lần chuỗi lòng thương xót, có bị người ta nhạo cười không? Có. Có khi chính những người trong nhà của mình, như là anh ruột của Stanislaw chế giễu ông, hay là vợ của anh chế giễu anh. Nhà tôi bây giờ lần chuỗi đi, bắt đầu động đức đấy, chè môi ra, nhạo. Xưa mới nhậu, ông nói tục, bây giờ thì không nhậu lại đi đọc kinh, không chửi tục lại lần chuỗi lòng thương xót, đeo thánh giá, đeo trần chuỗi, bướm, đạo đức giả. Chúng ta sẽ dễ bị người ta cho rằng mình đạo đức giả khi mình quỳ, mình giang tay lần chuỗi 3 giờ chiều lắm. Tôi cũng bị chính những anh em của mình, đồng đạo của mình nhạo cười, chế giễu. Giờ thằng Long mà bây giờ nó đi lòng thương xót ai mà tin. Nó biết gì về lòng thương xót mà nó nói. Bây giờ bày đặt cầu nguyện lòng thương xót, mà nếu giang tay thì người ta càng cười nhạo hơn, đạo đức giả. Cho tới bây giờ cũng vẫn bị như vậy. Chính anh em đồng đạo của mình cười nhạo mình. Mặc dù bình thường anh em đồng tế rồi làm việc với nhau, việc mục vụ mọi cái vui vẻ, nhưng mà khi bắt đầu làm việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa lại bị nhạo, bị cười, bị giễu. Coi kìa, cứ thấy lòng thương xót Chúa là cái thằng Long mắt nó cứ sáng lên. Nó bị mê muội. Tôi nói đúng, mê lòng thương xót Chúa mà tôi bị muội. Chả cần biết gì khác ngoài lòng thương xót. Và Chúa nói với Faustina là kệ, người ta muốn đối xử như thế nào tùy người ta. Cho dù có bị bất công, có bị chế giễu cũng đừng có chối, đừng có chống cãi làm gì, chống chế làm gì, đừng có cần phải đối chất với họ làm gì. Họ muốn đối xử thế nào tùy họ. Stanislaw, cuộc đời của Ngài, chúng ta thấy có cái gì nổi bật đâu. Nếu đọc tiểu sử, không làm được một cái gì nổi bật cả, ngoài việc cầu nguyện, đạo đức vậy thôi. Và một điểm nữa mà tôi thấy cũng cần phải lưu ý là Stanislaw Kostka không ưa những chuyện gọi là chuyện phiếm, gọi là không đứng đắn, những chuyện gọi là nói thanh mà lại giảng tục, hay là nói tục giảng thanh. Cái gì cũng vậy, nó có cái tục ở trong đó. Có khi người ta lại thích thú, thích chí để cười những cái đó. Thường ngồi uống cà phê hay là ăn cơm mà anh em nói những cái chuyện đó, tôi im lặng, không bao giờ tôi cười hay là tôi hưởng ứng về chuyện đó. Ngày xưa tôi cũng hay tò mò thích những chuyện tục như thế. Nhưng mà càng đi sâu vào lòng thương xót Chúa, tôi thấy những cái đó nó vô bổ, nó nhảm nhí, nó mất thời giờ. Và nếu người giáo dân họ nghe, chắc họ cũng không còn kính trọng đâu. Anh em linh mục, tu sĩ ngồi với nhau lại cứ thích nói chuyện tục với nhau rồi cười, giống như là mình xả stress, giảm bớt những căng thẳng bằng những câu chuyện tục. Mặc dù nhưng là tôi đâu có ý gì đâu. Mà nếu như người giáo dân nghe được những câu chuyện như vậy thì họ đánh giá thế nào? Tại sao biết bao nhiêu chuyện vui khác nó thanh tao không nói, tại cứ phải lấy chuyện tục ra mà cười mới được à? Rồi cứ phải nói thanh giảng tục hay nói tục giảng thanh mới được à? Cái nào có tục không đụng tới thì tốt hơn. Chuyện thế tục, chuyện của thế gian để cho thế gian nói. Còn mình bước đi trong thương xót thì cứ thế mà nói. Nói về lòng thương xót, nói thoải mái, nói đến bao giờ cũng được. Và cầu nguyện lòng thương xót Chúa, thực hành lòng thương xót Chúa, loan truyền lòng thương xót Chúa. Ai muốn cười, muốn nhạo, muốn giễu gì, kệ họ. Có khi anh em chúng tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa bị người ta chế giễu, ta nhạo cười chứ.
Có không? Nhiều chứ. Có khi chính anh chị em viết thư cha, bây giờ con mới thấy cha nói đúng. Đi vào con đường lòng thương xót Chúa không dễ gì. Mấy bạn trong công sở của con bây giờ nó thấy con lần chuỗi, nó cười nhạo. Nó thấy con cầm cái máy bài giảng lòng thương xót Chúa, con nghe nó cười. Rồi cái khi tặng cho nó còn giễu cợt. Không sao, đúng đường rồi đấy. Nếu mình làm được mọi người tán dương hoan hô, coi chừng bẫy của ma quỷ đi tìm vinh quang mình mà không tìm vinh quang lòng thương xót. Vì Chúa nói với Faustina và Faustina cũng ghi nhận rằng sỉ nhục là kỷ phần của tôi, vinh quang là lòng thương xót Chúa. Điểm thứ ba là Stanislav Kostka chỉ cố gắng chu toàn các việc bổn phận hàng ngày một cách hoàn hảo hết sức có thể. Thế thôi. Chỉ làm thánh là như vậy, là chu toàn việc bổn phận của mình một cách hoàn hảo hết sức có thể. Không cần phải làm những việc lớn, không cần phải làm ông to bà lớn, không cần phải là những người có chức, có quyền, có danh mới là thánh. Faustina chỉ là một nữ tu bậc 2 học tới lớp 3, làm những việc tầm thường, gác cổng, làm bếp, rồi làm vườn, rồi làm vệ sinh, vậy thôi. Trước mắt thế gian chỉ là con số 0, trước mắt các chị em trong dòng chỉ là một nữ tu hèn mọn, vô danh tiểu tốt. Và thánh nữ Teresa hay đồng Giêsu cũng thế, nói rằng mình chỉ cần nhặt một cọng rác vì lòng yêu mến Chúa cũng được cứu được các linh hồn. Có lần tôi đi dạo buổi sáng, thường ăn sáng xong tôi đi dạo ở sân trung tâm mùa vụ rộng. Có lần nhìn xuống thấy một cái kim băng tính cúi xuống lượm, xong rồi lại bảo lượm mất công, đang đi dạo, đi được 3 bước thì lương tâm mình áy náy. Lỡ có ai dẫm vào cái kim băng này hay là xe cán vô nó bị xì, quay lại đi một vòng để tìm lại không thấy, đi 2 vòng tìm không thấy, tính bỏ cuộc, bỏ đi lại vòng thứ 3 để đền tội mình, cái tội mà tắc trách, cái tội mà vô cảm, đáng lý phải phản xạ là lượm ngay chứ, còn chần chừ để bây giờ tìm không thấy, tôi áy náy quá, lạy Chúa xin tha thứ cho con. Lại lần thứ 3 mới thấy cây kim băng, lượm nó lên, nghe lời thánh Teresa văng vẳng bên tai, lượm một cọng rác vì lòng yêu mến Chúa cũng cứu được các linh hồn. Rồi mỗi ngày anh chị em cứ hỏi cha có đi chỗ này đi chỗ kia giảng chỗ này chỗ nọ hay không. Họ cứ nghĩ rằng là phải đi đông đi tây, rồi phải đông người, phải tổ chức rầm rộ như thế này thế kia. Cứ thích nhìn lại cái quá khứ. Tôi bảo cái gì đó qua là nó qua, cái gì nó chưa tới thì nó chưa tới, còn cái hiện tại đây là tôi đang làm tròn việc bổn phận của tôi rất vui vẻ, vui tươi và bình an, mạnh khỏe. Ai có thắc mắc tôi xin trả lời luôn bây giờ cho rõ ràng để khỏi thắc mắc. Vì mỗi một người chúng ta đang sống cái hiện tại và Chúa trao việc gì thì mình làm trọn vẹn việc đó, để bất cứ giờ nào Chủ về thì mở cửa cho Chủ và Chủ mời vào bàn ăn đi lại hầu hạ mình. Một Thiên Chúa bất cứ lúc nào cũng có thể gặp gỡ ta đang làm việc bổn phận lúc này, bây giờ, ở đây. Vậy được rồi. Anh cứ nghĩ phải làm những chuyện lớn, phải làm chuyện to, cha phải đi giảng chỗ này, phải đi chỗ này chỗ kia. Tại sao cứ phải đi? Tôi ngồi yên một chỗ tôi không giảng được hay sao? Tôi ngồi yên một chỗ với 1-2 người không được hay sao? Hồi xưa cha làm có mấy chục ngàn người, cả 50 ngàn người, mấy chục ngàn người. Xưa rồi Diễm ơi. Lúc nào Chúa bảo làm việc nào thì cứ làm cái lúc đó, việc đó, ở đó, thế thôi. Xong rồi thì lên đường tiếp tục. Ở đâu cũng là loan truyền lòng thương xót Chúa, làm gì cũng là loan truyền lòng thương xót Chúa, nếu mình làm với tất cả lòng yêu mến, lòng khao khát, lòng thương xót Chúa. Amen. Ngày 13 tháng 8, Thánh Ponciano và Thánh Hippolyto. Thánh Hippolyto là linh mục
và cũng là một học giả của giáo hội Roma. Thánh nhân đã viết nhiều tác phẩm danh tiếng về lĩnh vực thần học, và Ngài cũng là một giáo sư vĩ đại. Tuy nhiên, Hippolyto không hài lòng với Thánh giáo hoàng Zeferino, vì Ngài cảm thấy vị giáo hoàng này chưa mấy nhanh chóng ngăn cấm những người giảng dạy các học thuyết sai lầm. Khi Thánh giáo hoàng Zeferino từ đạo năm 217, Thánh Callisto thứ nhất được bầu lên kế vị, Hippolyto cũng không hài lòng với việc lựa chọn tân giáo hoàng này. Chính Hippolyto cũng có một đám đông người ủng hộ Ngài, và Ngài cũng đồng ý khi họ chọn Ngài làm giáo hoàng. Hippolyto đã bỏ quan hệ với giáo hội và trở thành ngụy giáo hoàng, hay còn gọi là giáo hoàng giả. Thánh Ponciano được bầu làm giáo hoàng năm 230. Đến năm 235, Maximino trở thành hoàng đế của Roma. Hầu như ngay lập tức, ông bắt đầu bách hại các Kitô hữu. Hình phạt thông thường nhất dành cho các giám mục và linh mục là đày các ngài tới các hầm mỏ nguy hiểm ở Sardinia, nước Ý. Giáo hoàng Ponciano là một trong số những người bị đày tới các hầm mỏ này, và ngụy giáo hoàng Hippolyto cũng bị đi đày như vậy. Giáo hoàng Ponciano và Hippolyto đã bị đày ải. Gương khiêm nhượng của giáo hoàng Ponciano đã làm cho Hippolyto xúc động, và Hippolyto đã xin trở lại với giáo hội, dù cảm thấy cơn giận vẫn dâng trào trong tim. Giáo hoàng Ponciano đã thông cảm và yêu mến cha Hippolyto. Ngài nhận thấy những nhu cầu cần giúp đỡ và khích lệ nhau trong tình yêu mà các ngài dành cho Chúa Giêsu. Cả hai cùng là thánh tử đạo và là những chứng nhân cho mọi thời đại về sự tha thứ và niềm hy vọng của mọi người tín hữu. Thưa anh chị em và các bạn, nghe câu chuyện của Thánh Hippolyto ta thấy lạ phải không? Một ngụy giáo hoàng, một giáo hoàng giả, một vị thánh mà ngay cả hai thánh giáo hoàng cũng không làm hài lòng ông ta lúc ngài còn là linh mục. Với giáo hoàng Zeferino, thánh giáo hoàng cũng bất mãn vì không nhanh chóng ngăn cấm những người giảng dạy các học thuyết sai lầm. Rồi thánh giáo hoàng Zeferino từ đạo, rồi thánh Callisto được bầu lên kế vị thì cũng không hài lòng với sự lựa chọn này. Con người mình luôn muốn làm vừa lòng người khác. Thưa anh chị em, chẳng bao giờ làm hài lòng mọi người được đâu. Chúa cũng chẳng chiều lòng con người được, chứ huống chi là người ta. Cho nên khi người ta nói này nói kia, tôi nói thôi, thân phận của tôi là như thế, giới hạn của tôi và yếu đuối của tôi là như thế, không thể nào làm hài lòng mọi người được. Thành thật xin lỗi. Nếu có ai không hài lòng, tôi cũng chỉ biết nói lời xin lỗi. Tôi làm hết sức rồi. Thánh giáo hoàng thứ nhất không làm hài lòng Hippolyto đã đành. Thánh giáo hoàng thứ hai cũng không hài lòng. Đến khi mà Hippolyto lại được bầu làm giáo hoàng giả, thì lại tự cho rằng là đúng. Mình không hài lòng với ông giáo hoàng này, không hài lòng với ông giáo hoàng kia, rồi tự mình xưng mình là giáo hoàng hay được người ta bầu làm giáo hoàng, cũng nhận cái đó. Đã sai thì càng sai thêm. Chị em thấy, vậy mà Chúa vẫn chọn Hippolyto làm thánh tử đạo. Đó là do lòng thương xót của Chúa, chứ không phải do Hippolyto tốt lành gì đâu. Nhưng mà có cái là thực sự chúng ta không hài lòng,
Vì có thể cái thiện chí của ông ta muốn như thế này, muốn như thế nọ. Ông cũng muốn xây dựng giáo hội đấy chứ, muốn đảo, kích đảo phá những bề rối sai lầm ấy chứ. Nhưng mà thấy giáo hoàng không mạnh tay như ông ta mong muốn thì không chịu được. Mà giáo hoàng có cách của ngài chứ. Đôi khi mạnh tay lại không thành công bằng cách nhẹ tay thì sao? Đấy, hai vị giáo hoàng không ưa, không thích vì có quyền hành. Nhưng mà đến khi mà gặp vị giáo hoàng thứ ba là Ponciano, khi mà Đức Giáo hoàng Ponciano bị đi đày cùng với Hippolyto, vì Hippolyto là giáo hoàng giả, thì ông hoàng đế kia cũng đi đày hết luôn, trò hết ca mè một lứa. Và khi vào đó thì giáo hoàng thật gặp hỏi giáo hoàng giả. Mà nếu mà giáo hoàng thật Ponciano mà cũng tiếp tục dùng cái quyền để bắt Hippolyto phải thế này, phải hoán cải, thì có khi ông lại càng cương lên. Vô tù còn bày đặt quyền hành cái gì, tôi cũng là tù nhân như ông, như ông là giáo hoàng thì cũng đi tù như tôi chứ có gì đâu. Nhưng mà Hippolyto xúc động khi thấy gương khiêm nhường của giáo hoàng Ponciano. Mà giáo hoàng Ponciano đã thông cảm và yêu mến Hippolyto. Thông cảm, yêu mến, gương sáng mới hoán cải con người được. Còn cậy quyền thế càng làm cho người ta bất mãn và xa cách, không làm cho người ta hoán cải. Nếu có chăng cũng chỉ là khẩu phục mà tâm không phục. Thôi thì ông có quyền, ông nói thì tôi phải nghe thôi. Nhưng mà tôi không có phục, tâm tôi không phục. Tôi vâng lời thì tôi chịu, dùng quyền thì tôi chịu, nhưng tôi không nhận thấy lòng thương xót của ông đâu cả. Vì ông sử dụng quyền chứ không thể hiện lòng thương xót. Còn giáo hoàng Ponciano không dùng quyền mà dùng lòng thương xót, gương sáng, thông cảm, yêu mến. Và chính điều đó làm cho Hippolyto được hoán cải. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta ngày hôm nay có khi mình có những bất mãn này, bất mãn với giáo hội, với các đấng bậc. Hãy biết rằng là các ngài cũng là con người, cũng có yếu đuối và cũng có giới hạn. Đừng bắt các ngài phải đấy vừa lòng mình cũng như vừa lòng mọi người. Và cũng đừng vì bất mãn như thế mà xa lìa giáo hội rồi tự phong cho mình giáo phái này, giáo phái nọ, giáo phái kia. Trong giáo hội bây giờ nhiều giáo phái, nhiều người xưng mình là mẹ Chúa Trời, là con Thiên Chúa, rồi đủ thứ hết, xưng hùng, xưng bá, rồi không vâng phục giáo hội, không vâng phục các bề trên, các đấng bậc trong hội thánh, nhất là Đức Giáo Hoàng. Gương của Hippolyto mau mau mà hoán cải. Và những người có chức có quyền thì cũng nhìn gương của Giáo Hoàng Ponciano mà đừng dùng quyền hành, dùng quyền để hành người khác, dùng quyền để áp đặt trên người khác, mà hãy dùng lòng thương xót để hoán cải con người. Amen. Một ý.